Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, với tốc độ 15-20 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, dự kiến chiều tối nay bão vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 6 ở Biển Đông. Dự báo đêm nay bão duy trì cấp 9 theo hướng Tây và mạnh lên cấp 10 khi ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông vào sáng mai. Từ ngày 27 tháng 10, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống, bão sẽ hướng xuống phía Nam mạnh cấp 11. Hiện chưa thể đánh giá về khả năng bão vào miền Trung, nhưng trước đó Đài khí tượng Nhật Bản nhận định sau khi vào Biển Đông, gió bão sẽ tăng lên 108 km/h và duy trì đến khi vào vùng biển Trung Trung Bộ. Ngược lại, Đài Hồng Kông dự báo bão đạt cực đại 120 km/h, không vào miền Trung mà trở ngược ra biển. Trước đó, bão Jami đã gây mưa lớn, ngập lụt nghiêm trọng ở miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 47.500 người phải sơ tán. Hiện vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão 5 đến 7 mét. Tàu thuyền hoạt động trong vùng này có thể hứng chịu dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 22 tháng 10 đã phát đi công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ bão gần Biển Đông, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền vùng nguy hiểm và sẵn sàng phương án cứu hộ khi có yêu cầu. Từ đầu năm, Biển Đông xuất hiện 5 cơn bão, trong đó Yagi với sức mạnh siêu bão trên biển và cấp 14, giật cấp 17 khi đi vào đất liền Quảng Ninh ngày 7 tháng 9, gây gió to, mưa lớn toàn miền Bắc. Bão đã làm 344 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 81.000 tỷ đồng. Tại cuộc gặp Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dự hội nghị nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ưu tiên đẩy nhanh triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn sang Trung Quốc để tăng kết nối giữa hai nền kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại. Theo ông, quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển sang giai đoạn mới với mục tiêu xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông. Ông đề nghị đẩy nhanh triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1435mm kết nối Việt Nam với Trung Quốc, đó là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, để tăng kết nối giữa hai nền kinh tế. Trước đó, trong tuyên bố Việt Trung sau chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hồi đầu tháng 10, hai bên đã nhất trí đẩy nhanh nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và lập quy hoạch hai tuyến Đồng Đăng, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Việc này nhằm hướng đến ký thỏa thuận hợp tác song phương về xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn. Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng với Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện không ngừng đi vào chiều sâu. Chủ tịch Trung Quốc cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan thúc đẩy kết nối giao thông, kinh tế với Việt Nam. Sáng 24 tháng 10, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã phối hợp cùng hai đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là Phòng Công binh và Tiểu đoàn Công binh 544 tổ chức trục vớt và di dời quả bom có số hiệu M118 tới vị trí an toàn. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10, người dân làm nghề chài lưới phát hiện quả bom cách trụ cầu số 9 của cầu Long Biên về phía hạ lưu khoảng 200 mét. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã tiến hành các biện pháp di dời quả bom vào gần bờ, đồng thời huy động lực lượng dân quân phường Ngọc Lâm và Bồ Đề tổ chức canh gác, bảo đảm an toàn hiện trường. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, quả bom M118 nặng khoảng 1.362 kg, tổng chiều dài hơn 2 mét, đường kính 56 cm, với mức độ nguy hiểm được đánh giá là mức an toàn cao. Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên đã báo cáo với cơ quan cấp trên triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và tổ chức di dời theo đúng kế hoạch. Sáng 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, làm chết 32 người, gây chấn động cả nước.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 42 phút ngày 6 tháng 9 năm 2022, cơ sở karaoke An Phú có 5 trên 29 phòng hát đang hoạt động và khoảng 60 người đang ở bên trong cơ sở. Thời điểm này, tại vị trí trần hành lang tầng 2 có khói tràn xuống. Đến thời điểm 20 giờ 43 phút, khói từ tầng 2 bốc lên tràn khắp hành lang và hệ thống điện của cơ sở karaoke bị ngắt hoàn toàn, nên nhân viên phục vụ cùng khoảng 20 người chạy ngược lên sân thượng chờ cứu nạn. Khoảng 30 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy bắt thang lên sân thượng cho những người này xuống đất. Còn 3 người hoảng loạn nên nhảy từ tầng 2, tầng 3 xuống đất để thoát nạn và bị thương tích. Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hộ và công an đã tìm được 32 thi thể bị cháy. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA ngày 23 tháng 10 cho biết quân đội Israel đã không kích vùng ngoại ô Beirut ít nhất 17 lần trong 24 giờ, sang phẳng 6 tòa nhà tại khu Lailaki ở phía nam thủ đô của Lebanon. NNA cho biết đây là đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào khu vực trong suốt hơn một năm giao tranh. Và cuộc tấn công diễn ra sau khi Avichai Altre, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của lực lượng phòng vệ Israel IDF, yêu cầu người dân tại địa điểm này sơ tán. Tuy nhiên, IDF không phát cảnh báo khi tấn công văn phòng kênh truyền hình Al-Mazadin có quan điểm ủng hộ Iran tại khu Sanaa ở ngoại ô Beirut. Theo Bộ Y tế Lebanon, trận không kích nhắm vào Sanaa đã khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương. IDF cùng ngày cũng tấn công nhiều vùng ở trung tâm thành phố Tayre, thành trì chủ chốt của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon. Theo cơ quan ứng phó thảm họa Tayre, 7 tòa nhà đã bị san phẳng và hơn 400 căn hộ bị hư hại sau trận không kích. Trước đó, Hezbollah phóng khoảng 135 quả rocket qua biên giới, chủ yếu nhằm vào miền Bắc Israel, trong khi 6 quả lao về phía miền Trung nước này. Chưa rõ thiệt hại hoặc thương vong liên quan các vụ tập kích rocket của Hezbollah. Loạt trận không kích diễn ra trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm Trung Đông, trong lúc này tìm cách chấm dứt xung đột tại khu vực cũng như hạn chế hậu quả. Ông Blinken nhận định Israel đã đạt được hầu hết mục tiêu chiến lược tại dải Gaza và nên biến đó thành chiến lược lâu dài. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Israel đáp trả vụ tập kích tên lửa đạn đạo của Iran theo cách không làm leo thang thêm tình hình. Truyền thông Syria hôm nay 24 tháng 10 cho biết Israel không kích thủ đô Damascus và địa điểm quân sự thành phố Homs, khiến một binh sĩ nước này thiệt mạng. Cụ thể, theo hãng tin Sana của Syria, vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 24 tháng 10, Israel tung đòn không kích từ phía cao nguyên Golan và phía bắc Lebanon nhằm vào hai vị trí tại khu Khaf Sosa, thủ đô Damascus, và một vị trí quân sự tại ngoại ô thành phố Homs. Trận không kích khiến một binh sĩ Syria thiệt mạng, 7 người bị thương và gây ra một số thiệt hại vật chất, song chưa công bố thêm chi tiết. Sẵn sàng bỏ ra $1 triệu mỗi ngày để tặng cử tri bỏ phiếu cho ông Trump, cho thấy Elon Musk đang đánh cược trong nỗ lực ghi điểm chính trị cho bản thân. Tỷ phú Elon Musk đã được chào đón ở Pennsylvania như một người hùng khi thể hiện sức mạnh tài chính của người giàu nhất thế giới. Không còn là những bài phát biểu thông thường như 3 ngày vận động tranh cử trước ban chính trường này, ông Musk trao tấm séc trị giá $1 triệu cho một người tham dự ngẫu nhiên tại sự kiện ở thành phố Harrisburg. Trước đó, tỷ phú Mỹ hứa hẹn sẽ tặng $1 triệu mỗi ngày cho những người ở các bang chiến trường, ký vào kiến nghị ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí trong Hiến pháp Mỹ, một phần trong dự án của America PAC, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Musk đã quyên góp ít nhất $75 triệu cho America PAC để chi cho các hoạt động vận động giúp cho cựu Tổng thống. Đồng thời, giới quan sát cho rằng ông Musk dường như cũng đang không tiếc tiền đầu tư cho tham vọng chính trị của riêng mình. Vài tuần sau khi Musk công khai ủng hộ mình, ông Trump cho biết nếu đắc cử, ông sẽ đưa tỷ phú này vào chính quyền mới bằng việc bổ nhiệm Musk làm người đứng đầu Bộ Hiệu suất Chính phủ, George. Tuy nhiên, CNN ngày 23 tháng 10 dẫn nguồn thạo tin cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi thư cho siêu ủy ban hành động chính trị America PAC do tỷ phú Elon Musk hậu thuẫn, cảnh báo chương trình treo thưởng $1 triệu mỗi ngày cho cử tri của ông có thể vi phạm luật liên quan, vốn cấm chi tiền để thuyết phục người khác đăng ký bỏ phiếu.